Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dự luật yêu cầu lắp camera hành trình trên xe máy bị phản đối Ngày 27 tháng 11, VOA Tiếng Việt có bài Nhiều người dân, đại biểu quốc hội phản đối đề xuất lắp camera hành trình trên xe máy Theo đó, dự luật đề xuất hàng chục triệu xe máy cần phải lắp camera ghi lại hành trình của Việt Nam đang vấp phải sự phản đối từ nhiều người dân và cả các đại biểu quốc hội trong mấy ngày này. Vấn đề gây tranh cãi nêu trên bắt đầu trở thành đề tài thu hút dư luận từ ngày 24 tháng 11, khi Quốc hội Việt Nam bàn về dự luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, chứa đựng điều khoản quy định rằng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông phải có thiết bị giám sát hành trình, thường được gọi ngắn gọn là camera hành trình. VOA cho biết chỉ trong hai diễn đàn trên nền tảng Facebook có tổng cộng hơn 1,3 triệu thành viên là Autofun và Chân trời mới Media. Đến tối ngày 27 tháng 11, có hàng nghìn người thể hiện phản ứng cũng như bày tỏ ý kiến cho rằng việc nhà nước tính ban hành luật bắt người dân lắp camera hành trình trên xe máy là gây khó cho dân. Hình ảnh bài trên VOA. Theo tìm hiểu của VOA, đến tháng 8 năm 2023, Việt Nam có hơn 72 triệu xe máy được đăng ký lưu thông. Các loại camera hành trình có giá dao động từ vài trăm nghìn đồng đến 2 triệu đồng một chiếc. Như vậy với giá trung bình 1 triệu đồng một chiếc, toàn bộ các chủ xe máy sẽ tốn tổng cộng tới hơn 72 nghìn tỷ đồng để lắp camera hành trình đầy đủ nếu dự luật được thông qua. Vì vậy dẫn tường thuật của tuổi trẻ VN Express Việt Nam Net và các báo trong nước. Theo đó, bà Đặng Bích Ngọc, đại biểu Quốc hội cho rằng Việc bắt buộc lắp camera hành trình cho xe máy có thể gây lãng phí khó khăn cho người dân, nhất là những người ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế còn khó khăn. Báo chí cũng dẫn lời đại biểu Quốc hội Điểu Huỳnh Sang lưu ý rằng thu nhập của người dân còn thấp nên phải khó khăn lắm mới mua được xe máy. Tới đây họ phải chi thêm tiền để lắp camera hành trình. Đó là một sự lãng phí. Bà Sang nói thêm cần xem xét lại đề xuất gây tranh cãi trong dự luật vì người dân vùng cao chỉ sử dụng phương tiện để đi làm vườn đi nương đi rẫy thì liệu chính sách này có hiệu quả hay không bà sang đưa ra quan sát của mình rằng không có quốc gia nào bắt xe máy phải lắp camera hành trình cả bên cạnh đó voa cho hay trên mạng xã hội một lượng đông đảo các ý kiến nêu lên nghi ngờ về lợi ích nhóm họ viết rằng đề xuất bắt buộc lắp camera hành trình trên xe máy có những dấu hiệu giống vụ hãng việt á về việc thông đồng để thổi giá Hình ảnh truyền thông nhà nước loan tải ý kiến của các đại biểu quốc hội về dự luật này. Một số người liên hệ với các quy định trước đây bắt buộc phải trang bị bình cứu hỏa mini trên xe ô tô, một việc mà bị xem là không giải quyết được vấn đề gì về phòng cháy chữa cháy xe ô tô, ngoài việc giúp cho nhiều cửa hàng bán được các bình cứu hỏa đó. Đề xuất của dự luật đang được bàn thảo còn phải nhận búa rìu dư luận với các lời bình luận như tào lao, ngu xuẩn, thiển cận, đề xuất bóc lột dân, sáng kiến của quan chức rảnh rỗi ngồi máy lạnh. Theo VOA, cùng với làn sóng phản đối là một số lượng đáng kể các lời bình luận từ người dân cho rằng việc lắp camera hành trình chỉ nên bắt buộc với các xe kinh doanh vận tải hoặc vận chuyển hành khách. Đây là cũng là ý kiến của ít nhất 3 đại biểu quốc hội được báo chí trong nước trích đăng. VOA cho biết thêm, theo một bản tin của tuổi trẻ hôm 26 tháng 11, Bộ trưởng Công an Tô Lâm được trích lời nói rằng, cơ quan chủ trì soạn thảo dự luật sẽ nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của đại biểu quốc hội để hoàn thiện dự luật, bao gồm cả nghiên cứu kỹ lưỡng để điều chỉnh quy định về thiết bị giám sát hành trình sao cho phù hợp với các loại phương tiện tham gia giao thông đường bộ cũng như điều kiện thực tế ở Việt Nam hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Dự luật yêu cầu lắp camera hành trình trên xe máy bị phản đối. Bất ổn đến từ nghịch lý vừa muốn phát triển kinh tế thị trường, vừa muốn duy trì ý thức hệ. Ngày 26 tháng 11, AFA tiếng Việt đăng bài, đại án vạn thịnh phát, tham nhũng nghiêm trọng mang tính chất hệ thống và vấn đề cải cách tăng trưởng của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Quý Thọ đây là phần 2 tiếp theo phần 1 mà AFA đã đăng tải và được Thời báo.d giới thiệu đến quý khán thính giả. Theo tác giả, có bốn vấn đề làm ảnh hưởng đến quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng theo hướng thị trường. Ở phần 1, tác giả đã phân tích hai vấn đề đó là nghịch lý tăng trưởng nhanh và tham nhũng tràn lan dẫn đến nguy cơ tồn vong của chế độ. Và chống tham nhũng được cho là vấn đề nội bộ của Đảng khiến hiệu quả thấp, chi phí cao. Ở phần 2 này, tác giả tiếp tục phân tích vấn đề thứ ba và thứ tư Hình ảnh bài bình luận trên AFA. Thứ ba đó là khi sự tha hóa quyền lực khiến tình hình bất ổn, thì kiểm soát quyền lực là mấu chốt. Nhưng cải cách dân chủ mới thực sự là giải pháp, chính sách đúng đắn về nguyên lý cũng như thực tế mặc dù mô hình chế độ dân chủ còn bị nhiều chỉ trích là chia rẽ phân hóa và chậm chạp quyết định chính sách nhưng chủ nghĩa tư bản không ngừng cải thiện hướng tới thịnh vượng và dân chủ sự cải thiện liên tục là một đặc tính và ưu thế của thị trường trong đó môi trường tự do tư tưởng là điều kiện tiên quyết cho sự cống hiến của các nhà nghiên cứu khoa học đặc biệt là kinh tế cụ thể là các trường phái kinh tế luôn có chỗ đứng trong chính sách vận hành của chính phủ tuy nhiên tác giả cho biết để duy trì chế độ và bảo vệ ý thức hệ đảng đã phủ nhận tính quy luật phát triển nhưng vừa phải nhưng vẫn phải dựa vào thị trường để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khiến sự tha hóa quyền lực đang ngày càng nghiêm trọng dẫn tới bất ổn tác giả cho rằng mối quan hệ ràng buộc giữa nguyên tắc công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình viết tắt là mb dựa vào dân Báo chí và xã hội dân sự ảnh hưởng đến chống tham nhũng viết tắt là TN, chống tha hóa quyền lực viết tắt là QL. Theo công thức TN bằng QL trừ MB. Hình ảnh Đảng vẫn kiên định với chủ nghĩa Marx dù muốn phát triển kinh tế thị trường. Thứ tư, cải cách thị trường để chuyển hóa mô hình tăng trưởng cũ sang mô hình mới, trong đó tập trung nhấn mạnh vai trò của thể chế đối với tăng trưởng. Tác giả nhận xét Đảng Cộng sản đang ở thế lưỡng nan, trong nghịch lý vừa phải thúc đẩy tăng trưởng để đảm bảo tính chính danh, lại vừa phải chống tham nhũng trước nguy cơ tồn vong chế độ. Mô hình tăng trưởng theo chiều rộng thường được áp dụng trong điều kiện xuất phát điểm thấp của nền kinh tế và các yếu tố vật chất hữu hình như tài nguyên, đất đai, lao động giá rẻ, thậm chí cả lòng nhiệt tình cách mạng đã dám hoàn thành sứ mệnh của nó việc tìm kiếm mô hình tăng trưởng nhanh và bền vững đã trở nên vô vọng nhưng đề xuất một mô hình tăng trưởng mới thì ngay cả giới lý luận cung định cũng chưa tự tin để sẵn sàng sự khuyến khích kinh tế lợi ích là yếu tố chủ yếu sản sinh ra động lực tăng trưởng trong môi trường quyền sở hữu hệ thống luật pháp minh bạch các nguyên tắc thị trường cởi mở cạnh tranh một nhà nước trong sạch hiệu năng và sự ổn định chính trị hình ảnh sự đối lập giữa hai miền Triều Tiên. Nhấn mạnh vai trò quyết định của thể chế đối với sự thịnh vượng hay sự suy sụp của một quốc gia, tác giả nêu ba trường hợp minh họa, một là sự so sánh hai thể chế tương phản giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, hai là kiểu mô hình Trung Quốc và Việt Nam dù đạt tăng trưởng cao trong một thời kỳ nhưng về tính chất và đặc điểm cũng bị liệt vào loại thể chế khai thác, trong đó tài nguyên bị khai thác cạn kiệt và lao động bị bóc lột tối đa. Ba là nước Mỹ với loại thể chế bao trùm vượt trội khi kéo dài tăng trưởng cao từ cuối thế kỷ 19 đến nay đưa quốc gia này trở thành cường quốc số 1 thế giới. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu có nhận xét thú vị rằng nước Mỹ đã có được một chút may mắn. Đó là Hiếu pháp Hoa Kỳ may mắn được viết ra vào năm 1776, đúng vào thời điểm mà các ý tưởng về tự do của John Locke và Adam Smith được phổ biến và nó thừa hưởng xu hướng phát triển kinh tế thị trường và các thể chế dân chủ. Và nước Mỹ cũng rất may mắn khi George Washington có đức chỉ dừng lại ở hai nhiệm kỳ tổng thống chứ không phải cố gắng trở thành vị vua kế tiếp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo.d với bản tin Bất ổn từ nghịch lý vừa muốn phát triển kinh tế thị trường, vừa muốn duy trì ý thức hệ quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo chấm d